Hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel Linh Philip Cuộc Sống ở Châu Phi. Hôm nay thì anh em mình vào đây thì cũng là công việc thường ngày thôi. Nhưng hôm nay anh em mình có vào đây, trước tiên là anh em mình có một ít rau. Mình cho anh em cắt và mang lên thành phố bán. Anh em mình thì công việc của anh mình cũng thường ngày là có cái gì thì mình quay cái đấy. Hôm nay là có rau đây, mọi người trồng cũng đến ngày thu hoạch. Thì hôm nay là anh em mình vào đây cũng giúp Linh Philip là thu hoạch mang rau lên thành phố bán. Thì là cái mệt tê à cái cô ta kia. Dạ dạ cô ta. Cô ta. Dạ. Dạ. Quay ra đủ á. Nào cái à kia. Thế là để bôi à kia lì xuống. Thế là tù rù. Ây. Đi không? Đây là giới thiệu cho mọi người, đây là cũng không phải là rau của Angola mà rau đây là em Linh là mang từ Việt Nam sang giống giống rau Việt Nam. Ở trong tem mọi người về thì anh em mình cũng cũng được trải nghiệm mọi thứ. Mình hết là bỡ ngỡ trong cái việc đứng ở camera, cái thứ nhất, cái thứ hai, bây giờ mình lại đi bán rau, đi thành phố bán rau. Những cây dưa đây mình ở Việt Nam gọi là cây dưa, cải dưa mọi người. Cải dưa bây giờ là dưa này là ở Việt Nam tầm này là muối được rồi. Đây là cái sản phẩm của anh em trong trang trại làm ra thì cũng mang đi bán xong rồi cũng là lấy tiền làm cái bữa ăn phụ mọi người. Ví dụ đến thứ bảy hoặc chủ nhật thì mình lại nấu một món gì đó để cho mọi người thưởng thức, nấu món Việt Nam để cho anh em rổ rau. Thôi mình tranh thủ là đi quay những cái công việc hàng ngày mình với anh Quý ở trong này giúp em Linh. Đây là những công việc thường ngày của mình này với anh Quý này. Đây là dưa 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 chuột anh ạ. Dưa chuột được 3 luống. Đây là anh Quý hôm cũng gieo gieo rau rau cải đây cũng lên hết rồi. Đây còn ruộng lúa thì như mọi người đã biết, anh em mình mới bón cách đây được khoảng một vài ngày trước đấy. Bây giờ là cũng đang anh em mình bón cũng được vài hôm rồi nhỉ. Đấy cũng quay cho mọi người xem thường ngày mình thì mình với anh Quý là vào đây là vừa quay cho mọi người xem mà cũng vừa lao động, cùng lao động với mọi người trong này. Đây khoảng nó cũng đục ấy rồi, đây đục 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 nước rồi anh, nước cũng nhìn cũng 5 phân.
Đây là nó cũng ăn đến ấy rồi đấy, ăn đến đạm, đến phân, đến nân rồi. Chỉ có cách mấy ngày đấy nhỉ. Thường ngày thì mình với anh Quý thì vào đây cũng chỉ có chăm lúa hoặc là trồng dưa, trồng ngô, trồng khoai, trồng nói chung là mọi thứ. Mình vào đây thì cũng như ở gần như Việt Nam anh ạ. Vào đây anh em mình cũng trồng mọi đủ mọi thứ. Nhưng mà đúng ra anh em ở trong team và anh em mình được trải nghiệm nhiều, em được trải nghiệm nhiều. Hết cái hồi hộp đến hết cái hồi hộp này đến cái hồi hộp khác. Đây này, những cái lượng lúa này, lúa ná này là anh nhìn này, như kiểu ấy này, như kiểu Việt Nam đây này, đẹp thế mà chẳng có ấy gì cả, không có sâu xia bệnh tật gì cả. Tôi mong cho nó thành công, cho nó mưa thuận gió hòa thôi. Bây giờ anh em mình lại ra công việc của anh em mình, là hôm nay cũng có mấy anh em đang bón dưa lê. Mọi người cùng mình đi thăm mọi chỗ mà mọi ngày anh em mình. Nói chung thì mình với anh Quý thì cứ tầm độ khoảng 8 giờ là phải vào trong này làm với mọi người. Vừa mình anh em mình ở dưới ruộng lúa, đây là mình lên chỗ trồng, anh em đang bón dưa lê. Đây là củ đấy, mọi người cũng thấy đấy, củ đây là được mưa là rất tốt rất đẹp. Đây là quả sữa, còn đây là đây ruộng dưa ấy, mọi người đang bón, đang sới mà cũng có quả rồi mọi người. Những cái là nó cũng không được đều lắm. Đây cũng có quả rồi đây. Cũng có quả của ấy rồi này. Cũng đang có quả. Được cái là dạo này nó cũng Bon dia. Chào các bạn. Toàn bộ đây là nằm mình trồng dưa hết. Dưa lê mọi người. Ở bên này cũng đang có quả rồi anh. Mới bón hôm qua, thế nên là cũng ná, là mưa xuống nó ấy, nó bắn lên này, bắn đất cát lên đây, quả cũng khối ấy. Quả cũng khối. Đây một chùm này, đây nhiều, đây là đây một cái này bốn quả, ba bốn quả đây, ở gốc đây, ba bốn quả. Hôm qua thầy Vương chứ nó nhanh lớn thế. Đấy. Ngay quá mình về thì lớn đấy. Rồi anh em mình ra chỗ mấy anh em đang rổ rau. Giờ ra bỏ anh em mọi người là mang ca sa ra mương rửa ấy. Phải giặt sạch. Rau tốt ngon thật anh ạ. Leva tudo aqui.
là va mình. Bonito, Beto. Ah, bonito. Sim. Aqui corre muito grande. Já corre, corre muito grande. Com licença. Lava que... Lava aqui? Já lava tudo. Você lava, eu meter. Cuidado, ó. Mình bảo mọi người cẩn thận, không hỏng, hỏng rau. Mình đi bán cho người ta cũng phải sạch sẽ, cũng phải không, đây rửa cái thùng. Mùa mưa thì làm cái gì cũng tốt, nhưng mà đến khi mùa khô của Angola cũng ghê lắm anh. Eu vai que eu vai rumo eu vendo a banha da banha eu comprar arroz galinha cozinha junto eu vou sair com comer. Mình bảo mọi người là hôm nay mình sẽ đi bán rau, mai ngày kia là mình sẽ đi mua gạo, mua gà hoặc là mua mì về nấu như nướng cho mọi người. Đây là cái thành quả sản phẩm của mọi người, để cho mọi người hưởng. Đây là thành quả của anh em mình này. Rồi hôm nay mình tạm thu hoạch đấy 4 ca sa để mình mang lên thành phố. Sau một chặng đường thì anh em mình cuối cùng cũng đến được chỗ để bán rau. Mình hôm nay đúng lần đầu lên thành phố cũng ngỡ ngàng. Cũng đang ở dưới kia nó không đông đúc, lên trên thành phố nghe lạ lùng, lạ lẫm quá. Xong. Em. Mới thêm xong. Cũng hơi xa mọi người. Mình lần đầu tiên được lên thành phố đấy. Mình lần đầu lên thành phố bỡ ngỡ quá. Em bé tù đi nhầm. Mình mới lên lần đầu. Em bé tù biết rồi, em bé tù dắt đi. Em bé tù xin lỗi. Bé tù que não conhece. Não conhece. Ah, conheço. Vai lá, vai. Ah, sim. Bom dia, bom dia. Ah, já. Já aqui. Bom dia. Tchau, em. Em khỏe không?
Đấy, anh lần đầu lên đây cũng thấy lạ 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 lạ. Anh ở dưới kia lần đầu tiên được lên đây đấy. Ừ, anh về bản không? Đây rau anh vừa ấy sáng đấy. À rồi. Ừ thế em đi xem làm như thế nào thì nói thật anh lần này là lần đầu tiên lên chỗ nhà em đây mà cũng là lần đầu tiên mang cái rau của em Linh lên thế này mà đúng thả anh ở đây giờ anh chịu. Thế bây giờ là cân họ mượn. Vâng, cái này thì đấy nhập là 1.000 một cân. Ừ. Vâng. Còn cái cân thì bây giờ vâng, người quen nó đang mượn ấy, làm đóng hàng về Việt Nam. Có lát nữa hoặc chiều người ta sẽ em cân. Ừ. Thôi bây giờ là chú lấy cái gì để cho mấy anh em bỏ xếp gọn ghẽ xong chú ấy. Đâu thế mang vào đâu để anh. Đây giới thiệu mọi người là mình đúng ra là lần đầu tiên được một là đi bán rau, cái thứ hai là cũng được lên nô gia, đây là nô gia người Việt Nam mình nên là thấy cái gì cũng khác, cũng lạ. Sắp Tết rồi em nhỉ, chết. Sắp Tết rồi, gần gần Tết nè. Chào anh nhá. Thôi sao công việc của anh em mình cũng đến đây, cũng đến chỗ bán rồi. Anh em mình đã hoàn thành công việc xuống đây giao rau cho em. Thì thôi video này anh em mình xin kết thúc tại đây. Mọi người xem video thấy hay và ý nghĩa xin cho anh em mình một like, một share, một nút chia sẻ, một nút đăng ký. Hello, chào các bạn.